Thì anh sẽ trả con nước này. Vào nước này hả? Ok luôn. 1, 2, 3 Rồi chơi gì biết chừng nào con thắng bại thôi. Hay là giờ đề nghị một cái hình thức khác nha. Mình không chơi theo kiểu quẩn cầu tiền truyền thống nữa. Mình chơi theo một cái hình thức bo game chịu không? Game đó là như thế nào? Đây là một quà game mới của Bo Game vừa phát hành, cũng mang tên là Quánh Tù Tì luôn. Một phiên bản vô cùng hấp dẫn và độc đáo. Có nóng lòng không? Đó. Giờ mình sẽ hô biến cái bộ ra cho mọi người. 1, 2, 3 Đây, đây là một bộ Bo Game vô cùng mới của Bo Game kết hợp với comic có mang tên là Quánh Tù Tì. Và hôm nay mình sẽ đặt hộp và giới thiệu nó cùng với Phương Thanh cũng như là với mọi người về cái board game này có tựa đề. Đó chính là Quẩn Tù Tì 8 Đại Chiến. Trong bộ board game Quẩn Tù Tì này thì gồm có 59 lá tổng cộng. Trong đó sẽ có một lá bài trống. Đây có hình cái trống, lá này là để ở giữa bàn, người ta sẽ đập để giành quyền giống như giành lượt chơi quản trị tiền. Và có 42 lá bài với chức năng kéo búa bao truyền thống gồm các màu sắc khác nhau. Và cuối cùng là 16 lá chức năng đặc biệt, đó như những cái tấm thẻ quyền năng để tạo cơ hội thắng cao hơn trong trò quản trị tiền gì đó. Như đã giới thiệu thì đây vẫn là trò quản trị tiền nên nó sẽ xuất hiện của kéo búa và bao. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái lá cơ bản nha. Đầu tiên là lá kéo, búa và bao. Thì nó sẽ bao gồm 4 màu sắc cơ bản là xanh lá, xanh dương, đỏ và vàng. Tương tự như Uno đúng không ta? Uno như cũng 4 màu đó nha. Ngoài những cái lá màu đơn sắc của từng lá thì nó sẽ có những cái lá kết hợp rất là nhiều màu như thế này. Một lá có thể 2 màu đi, các bạn có thể dành được nhiều cơ hội cho lượt chơi hơn. Và dĩ nhiên thì các lá thẻ trong nhóm 42 lá bài này cũng đều sẽ trong quan hệ kéo, búa và bao trong trò quản trị tiền truyền thống thôi. Và lúc nãy đã giới thiệu rồi, 16 lá thẻ chức năng vô cùng độc đáo ở trong đây để kèm theo các trò kéo búa bao. Đây có rất là nhiều những chức năng đặc biệt luôn thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Đầu tiên là lá bài đặc biệt có tên bố vàng. Với lá chức năng này sẽ thắng tất cả các lá bài cùng màu. Tiếp theo là lá bài đặc biệt có tên Phốc. Với lá này sẽ thắng tất cả các lá bài khác màu. Lá bài chức năng đặc biệt tiếp theo có cái tên rất dễ thương, đó chính là Bông Kính. Lá bài này khi lật ra sẽ được đặt ở giữa. Từ giờ chỉ được đọc lá bài màu này. Khi ăn bài sẽ lấy bài này về cùng chồng theo chồng bài ăn được. Có thể có nhiều hơn một lá bài Bông Kính trên bàn cùng lúc. Tiếp theo đây sẽ là những lá bài chức năng đặc biệt có tận 4 màu. Ứng cử viên đầu tiên có tên Sèn. Khi lá bài này lật ra đặt bên cạnh chồng bài của mình để bảo vệ. Nếu bị ăn bài thì sẽ chỉ bị mất lá Sèn thay vì mất cả một chồng bài đã lật. Tiếp theo là lá bài Xám Xịt. Không được đập tay khi xuất hiện lá bài này đâu nhé. Đã có bố vàng rồi thì bây giờ sẽ xuất hiện mẹ vàng ngay thôi. Với lá bài này sẽ được quyền thắng tất cả các lá bài cùng màu. Và lá đặc biệt cuối cùng cũng là ắt chủ bài của bộ Quẩn Tù Tì, đó chính là lá Quẩn Tù Tì. Người chơi chúng ta sẽ chơi Quẩn Tù Tì thật sự và người thắng sang tất cả các lá bài đang được lật trên bàn. Và về lượt chơi thì nó cũng sẽ không có khác biệt về gì so với trò Quẩn Tù Tì truyền thống là mấy đâu. Và lượt chơi nó chỉ có một điều đặc biệt khác với so với trò Quẩn Tù Tì truyền thống thôi, đó chính là người chơi sẽ giành quyền đặt tay vào trống nếu như chúng ta có lá thẻ bài cùng màu và cùng mối quan hệ kế bố bao. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm thử chơi này. Thắng thua và xem ai sẽ trả chơi nước này nhé. Đúng rồi, còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu dán chơi thôi nào. Giờ mình mới vừa cho xong nhắn này rồi đó, thì thấy như thế nào, có thú vị không?
Này rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần lên trang boardgame.vn, hoặc là dễ hơn đó thì lên các trang của sàn thương mại điện tử nhà Shopee nè, Lazada nè để đặt mua. Và hiện tại boardgame.vn đang có chương trình khuyến mãi, trị giá bộ bài này là 100.000, nhưng mà hiện tại boardgame đang giảm chỉ cần 89.000 thôi. Vì vậy hãy nhanh tay để sở hữu ngay bộ boardgame này cùng chơi với mọi người. Còn bây giờ thì Hoa TV xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nếu mà các bạn đã theo dõi thì nha. Bye bye.